tôi sẽ được gặt hái được cái gì trong tương lai à, tại công ty này thì đa phần chúng ta ai cũng sẽ đi về ba thứ thứ nhất là danh thứ hai là lợi và thứ ba đó chính là giá trị à, thì ba cái phần thưởng đó ba cái gặt hái được hay còn gọi là income người ta nhận lại thì đó chính là cái yếu tố mà mình quyết định rằng là mình sẽ gia nhập công ty đó hay không khi mà chúng ta đã xây dựng nên cho họ một cái kế hoạch rất là hoành tráng định hướng cho họ từ vị trí a lên b rồi nhưng mà làm được một thời gian thì họ lại bay đi ra một chỗ khác mất thì giống như là công yeah. sức của mình là đổ sông đổ biển thì với anh sang thì về quan điểm của anh sang về vấn đề này như thế nào rõ ràng đó là một cái câu hỏi thuộc dạng là khó nhất cho tất cả những người làm nghề nhân sự À, xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với series SR Talk Go Live Journey, một chương trình hữu ích dành cho doanh nghiệp trong thời kỳ kiểm nguyên số. Các bạn thân mến, con người luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực, phát triển nhân tài luôn là một công tác được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Và công tác phát triển nhân tài được tiếp cận ở rất nhiều những khía cạnh và được thực hiện với rất nhiều những hoạt động. Ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một hoạt động nhằm giúp đảm bảo sự ổn định của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp cũng như là duy trì và phát triển nội lực của doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững hơn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chủ đề ngày hôm nay Phát triển nhân tài và xây dựng đội ngũ kế thừa. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay rất vui mừng được chào đón anh Phạm Thanh Sang. Hiện nay anh Sang đang đảm nhiệm vị trí Learning and Organization Development của Masan Midlife. À, rất vui mừng được chào đón anh Sang đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. À, chào giỏi, à, chào các anh chị khán giả. À, rất vui là được đồng hành với các anh chị trong cái buổi chương trình ngày hôm nay nói về chủ đề phát triển nhân tài và đội ngũ kế cận. Anh Sang, thì giống như em vừa chia sẻ cái công tác phát triển nhân tài, phát triển nguồn nhân lực là một trong những cái công tác rất nhiều những cái doanh nghiệp quan tâm. Như vậy thì anh có thể chia sẻ với mọi người một chút xíu về cái công tác phát triển nhân tài tại doanh nghiệp nó được diễn ra như thế nào không ạ? À? đầu tiên là nếu mà nó muốn nói về câu chuyện phát triển nhân tài á và đội ngũ kế cận á thì mình sẽ cần phải xác định xem nhân tài là ai đã và để xác định được nhân tài là ai thì mình sẽ cần trả lời câu hỏi rằng là theo mọi người rằng là một người tài thì một người nó sẽ là người như thế nào thì mới gọi được là người tài thì chúng ta ai đi làm thì cũng có những cái mục tiêu những cái hướng đến về câu chuyện rằng là à tôi sẽ được gạt hái được cái gì trong tương lai tại công ty này thì đa phần chúng ta ai cũng sẽ đi về ba thứ thứ nhất là danh thứ hai là lợi và thứ ba đó chính là giá trị à, thì ba cái phần thưởng đó ba cái gặt hái được hay còn gọi là income người ta nhận lại thì đó chính là những cái yếu tố mà mình quyết định rằng là mình sẽ gia nhập công ty đó hay không nhưng đó riêng với người nhân tài một người là người tài thì họ sẽ lại đặt để cái giá trị lên hàng đầu tiên so với lại danh và lợi à, nhưng mà có một sự thật rất là thú vị rằng là họ không có đặt danh và lợi lên trước nhưng mà chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều danh và lợi để chúng ta có thể thuê họ về à, tuy nhiên họ là người đi tìm những cái nơi mà để có thể cho họ thấy được họ có giá trị à, giá trị nghĩa rằng là à tôi đến đây tôi đang cho công ty được giá trị cho ra thị trường những giá trị từ công ty này và tôi là người đồng hành với công ty đó ngược lại công ty cũng cho tôi thấy được rằng là tôi là một người có giá trị và đồng nghĩa đó đó chính là những cái bồi hoàn của công ty nó xứng đáng với tôi. Vậy nên chúng ta sẽ phải chi trả khá là à, một cái mức khá là cao về danh và lợi cho những người tài. Mặc dù họ không có mục đích đó từ ban đầu. À, những cái phần danh và lợi đó phục vụ cho câu chuyện rằng là đây chính là cái thang đo về giá trị của tôi. À, nên người một người là nhân tài thì họ xuống thấy rằng là à, tôi đem lại được giá trị cho công ty. Vậy nên nó sẽ phải có một cái thước đo nào đó cho tôi nên thước đo đó chính là cái danh và lợi mà dành cho họ hay chúng ta nói thẳng thắn hơn đó chính là về tiền lương về thu nhập của họ hay là về chức vị của họ à, đó là hai yếu tố mà chúng ta sẽ cân nhắc phía sau khi mà người đó quyết định về giá trị vậy nên nói về câu chuyện nhân tài thì à, với sang thì sang nghĩ rằng là à đó chính là cái mà người ta sẽ suy nghĩ rằng là à tôi có được giá trị gì ở công ty này à, tôi cho họ và họ cho ngược lại tôi À, hai cái đó nó cùng đồng điệu với nhau, cùng mục tiêu với nhau thì chúng ta sẽ có thể nói 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 với lại nhau một cái tiếng nói chung được. Dạ vâng, như vậy thì à, đó là về đó là về cái định nghĩa của nhân tài theo cái góc nhìn của anh sang. Như vậy thì cái việc mà phát triển những cái nhân tài này ở trong công ty á thường nó sẽ diễn ra như thế nào anh? Nó có những cái hoạt động hay là nó có những cái cách thức, nó có những cái quy trình hay là nó có những cái chính sách gì, gì cho dành cho nhân tài ở những cái doanh nghiệp hay không? Ừ. Lúc nãy mình vừa trao đổi với nhau về nhân tài là ai ha nhân yeah. tài là gì à, và họ là người như thế nào thì bây giờ sau khi chúng ta đã biết được rằng là đó là cái định hướng đó là những cái mong đợi của nhân tài rồi thì mình sẽ nói với câu chuyện rằng là làm sao để đánh giá ra một người nhân viên họ là nhân tài hay không và làm sao để xác định đâu là nhân tài à, sau đó chúng ta mới nói về câu chuyện phát triển họ như thế nào à, thì tiền đề để chúng ta có thể xác định được đâu là nhân tài ấy. Thì hiện tại đa phần nhiều công ty họ đang dùng một cái mô hình đó tên là Nibox Grid à, Mô hình chính ô à, Một cái cột, à, chúng ta có hai cột Một cột đứng là cột tung Thì nó là nói về Potential Và cái cột hoành đó chính là nói về Performance Thì à, Performance thì dễ xác định rồi Nó dựa trên KPI của nhân viên Nhưng Potential là một cái nó sẽ khó xác định hơn à, Và dựa trên hai cái trục tung và trục hành đó Thì chúng ta sẽ có được mô hình chính ô đối với lại người, người tài thường á, những cái doanh nghiệp nó sẽ chọn ở cái ba cái box ở phía trên cùng với cái phần potential và cái performance nó cao à, thì cũng tùy công ty nó sẽ đánh giá nó đặt để cái cái box đó nó tên là gì nhưng mà mô hình truyền thống mô hình đã được chuẩn hóa thì người ta dùng cái cái ô cao nhất là ô số 9 đó chính là star còn một ô mà thiên về bên performance thì đó là người là hai performance một ô còn lại thiên về potential thì đó chính là hai potential thì ba ô đó chính là ba cái ô mà người ta dùng để xác định đó có phải là nhân tài hay không với lại nhân viên của họ tuy nhiên thì cũng có một khái niệm nữa khá là vững vàng bởi một cái giáo sư Dave Yurick, thì họ ông đó là người nghiên cứu rất sâu về nhân tài thì riêng về định nghĩa người giáo sư này đưa ra cái ý kiến là là chúng ta sẽ đánh giá trên cái mô hình 3 C bao gồm commitment competence và contribution à, chúng ta nói về commitment nghĩa là cam kết của nhân viên đó có gắn kết với công ty hay không và nói về competence thì một cái thuật ngữ nó khá là gần gũi và, và là một cái trend và một cái rất là xu thế hiện tại bây giờ đó chính là competency framework hay còn gọi là khung năng lực mà công ty nào hiện tại cũng đang chạy theo cái phần khung năng lực này và đó chính là cái mà thứ hai chúng ta sẽ cần nhắc đến trong mô hình 3C À, cái competency sẽ được đưa ra rằng là à, người này có đúng năng lực phù hợp với lại doanh nghiệp của chúng ta hay không à, nó phải được thiết lập bằng tiêu chuẩn như thế nào à, và cái cuối cùng là cái contribution hai cái phần đầu thì có thể nó chính là những cái mà mình thể dễ thấy nhưng cái contribution là cái mình sẽ không dễ thấy bởi vì nó có thể đo lường được à, bằng cách rằng là à, bạn đó đạt KPI nhân viên đó đạt KPI nhưng mà cái nỗ lực contribution của họ nó được bao nhiêu à, sinh ra từ cái KPI đó thì nó sẽ rất khó đo lường à, một cái phương pháp nó thể thiên về câu chuyện là Pareto 20 80 à, có thể họ làm chỉ 20 thôi nhưng mà nó mang lại kết quả 80 phần trăm nhưng cũng có nhiều người rất là làm rất là nhiều contribution rất là nhiều hạng mục KPI đạt 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 rất là nhiều nhưng cuối cùng thì value mang lại nó lại là một con số không có được cao thì đo lường cái đó mới là cái khó à, đó là một cái phương pháp 3 c của uh, Dave Uric thì uh, hai mô hình đó là hai mô hình mà thông dụng hiện tại bây giờ là người ta sẽ sử dụng À, tuy nhiên thì nói sâu hơn, xa hơn Thì làm sao để đánh giá và xác định được nhân tài á thì đối với riêng cái góc nhìn của Sang thì không phải công ty nào cũng áp dụng hai mô hình đó ứng lên toàn bộ nhân viên sau đó làm sao để họ trở thành nhân tài được vậy thì chúng ta đâu có nhân bản được rất là nhiều nhân tài đâu mà một cái talent không thể nào mà là để vô cái khung đó và bắt họ phải từ ô số 1 lên tới ô số 9 thì họ sẽ thành nhân tài không phải như vậy được chúng ta sẽ có phải có những cái quanh vùng xem coi rằng là người nào mới là người chúng ta cần tập trung và người nào họ bắt buộc phải là nhân tài hay là người nào họ có thể là nhân tài trong tương lai thì chúng ta sẽ có một cái mô hình tháp mô hình tháp nó sẽ đi từ level cao nhất cấp bậc cao nhất của nhân viên đó chính là người đứng ở trên level này theo dõi nghĩa đó là là các cấp lãnh đạo à, các cấp lãnh đạo đó là c level à, những cái anh chị ví dụ như ceo coo cfo cto à, các loại ô thì họ chính là người hả, thông thường chúng ta sẽ gọi là bod người đứng đầu của doanh nghiệp hả, cái dàn leader của doanh nghiệp những người đó bắt buộc họ phải là talent dù họ không phải là talent đi nữa thì ở bất kỳ loại hình công ty nào thì dù họ không phải là talent đi nữa họ vẫn phải có được nhận thức họ phải là người làm một talent trước đẹp bởi vì họ đang dẫn dắt rất là nhiều nhân viên bên dưới dẫn dắt một cái định hướng và một cái ngạch chuyên môn rõ ràng một cái chức năng rõ ràng của doanh nghiệp đó nếu mà họ không phải là talent thì chúng ta đang có vấn đề và đang nguy hiểm à, mình sẽ nói sâu hơn về câu chuyện phát triển nó như thế nào ha. rồi sau đó thì mình sẽ đến với lại cái à, tầng tiếp theo của thành tháp thì theo dõi nghĩ đó là tầng của ai em nghĩ là tiếp theo của c level bod đó là các middle management chính xác đó là middle management uh, middle manager những anh chị trưởng phó phòng uh, bên dưới những cái bod đó bên dưới những cái anh chị uh, executive đó thì mình có những cái anh chị là middle manager những người này cũng bắt buộc phải là talent bởi vì họ là trung gian cầu nói giữa ở trên và the rest of the company có nghĩa là toàn bộ nhân viên còn lại của doanh nghiệp thì họ phải là người uh, nhân tài rõ ràng bởi vì những cái kỹ năng những cái chuyên môn của họ chính là những cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là à đó là cái mà cần thiết định hướng truyền tải cái định hướng của phía trên cho phía dưới và dẫn dắt đội ngũ phía dưới đi đến được đúng nơi đi đến được đúng lịch cái mục tiêu và mong đợi của công doanh nghiệp và chúng ta sẽ có được cái gặt hái về thành công về doanh thu về lợi nhuận hay là bất cứ thứ gì khác thì họ rất là quan trọng trong vai trò chuyển đổi trong vai trò là một thông dịch viên giữa cái định hướng mục tiêu rất là to lớn khổng lồ cho thành những cái vận hành hàng ngày và chúng ta đến cái tầng cuối cùng đó chính là những anh chị nhân viên còn lại của công ty vậy thì tất cả những người còn lại đó họ đều là nhân tài không chúng ta thường là sẽ đánh giá rằng là chúng ta sẽ có Employee of the Year hay là chúng ta sẽ có những cái người là ngôi sao sáng hay là trong này Bokris thì là U 789 Dùng hai mô hình đó chúng ta sẽ à, xác định xem là ai là nhân tài Mô hình à, chúng ta vừa trao đổi với nhau đó chính là Ninebot Grid và 3C à, Để xác định xem trong số những nhân viên còn lại thì đâu ai là người nhân tài Thì thông thường con số đưa ra thì nó khoảng 10 đến 15% Số lượng nhân viên còn lại sẽ là những cái đối tượng chúng ta cần phải đầu tư à, Để next step của họ, bước tiếp theo của họ Đó chính là họ sẽ trở thành một cái người middle manager à, à, Vậy nên lòng ghép trong câu chuyện đó đó chính là đội ngũ kế thừa rồi còn gì. Đúng không? Ừ. Có nghĩa rằng là à chúng ta có 10 là 10 đến 15% những cái nhân viên xuất sắc đó và mình sẽ action gì với họ là kéo họ lên thành middle manager. À đó chính là một trong những cái một trong những bước của chúng ta cần làm về um, succession planning hay còn gọi là đội ngũ kế cận kế thừa. Như vậy thì theo như anh sang trình bày thì chúng ta có ba cái cách thức để chúng ta xác định được nhân tài. Như vậy thì với cái góc nhìn của anh Sang thì trong ba cái cách thức này cái cách thức nào là cái cách thức mà chúng ta nên sử dụng cách thức nào là nó có mang lại cái cái độ chính xác cao nhất đối với một doanh nghiệp à, nói về độ chính xác cao nhất thì thật ra cái này nó không có phải là một cái tuyệt đối chúng ta chỉ có tương đối thôi ngay cả c level chúng ta còn có rất nhiều doanh nghiệp phải thay đi thay vào ừ. sang chứng kiến rất là nhiều cái doanh nghiệp họ phải thay liên tục ceo họ phải thay liên tục cfo hay là ceo thì không có phải là họ không phải là người tài chỉ có điều họ không phù hợp với lại doanh nghiệp không phù hợp với mục tiêu chung hay mục tiêu nó sẽ không có đi với nhau à, thật ra thì nếu mà nói về cái nào mà tốt nhất thì không có nào là tốt nhất hết nó chỉ có phù hợp nhất thôi yeah. à, nó chỉ có tốt hơn thôi chứ nó không có tốt nhất được à, tốt hơn có nghĩa rằng là à đối với lại doanh nghiệp này tôi sẽ dùng mô hình nai box đối với doanh nghiệp kia tôi sẽ dùng mô hình 3 c và thậm chí có những doanh nghiệp họ sẽ có một cái mô hình riêng của họ à, ví dụ như một cái công ty khá là lớn về cà phê global ở Việt Nam à, họ dùng một cái họ dùng một cái mô hình cũng ba khía cạnh không phải là ba c à, nhưng mà nó cũng nói đến về câu chuyện là ví dụ như là aspiration là khát vọng của người nhân viên đó à, và nói về cái ambition có nghĩa là về cái hoài bão của nhân viên đó hai cái đó nó 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 xem với nhau à, góc độ còn lại thứ hai họ nhìn đó chính là agility là sự nhanh nhẹn trong cái môi trường cái tình hình kinh tế và cái tình hình thị trường bây giờ rất là nhanh fast và về câu chuyện thay đổi liên tục hay là số hóa thì họ cần những cái câu chuyện về nhanh nhẹn và cái thứ ba yếu tố còn lại họ xem xét trên là người này có cái bờ mình nó có tăng tiến không hay là nó có uh, bảo toàn cái, cái 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 gọi là kỷ lục hay là cái uh, thành tích tốt của họ liên tục hay không hay nó có trội sụp đó chính là ba cái góc nhìn thì mỗi công ty họ sẽ có một cái mô hình riêng của họ. À, thông dụng nhất, dễ dàng nhất thì chúng ta sẽ có những cái chung ví dụ như là Naybox Rich hay là cái 3C. À, nhưng mà sẽ không có cái nào đó là tốt nhất tại vì à, cuối cùng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm được cái kết quả đó chính là nhân tài chúng ta là ai. Và quan trọng nhất nữa sau khi tìm ra được, tìm ra được nhân tài là ai, chúng ta làm cái gì với họ nữa. À, chứ không phải rằng là dùng cái nào cũng được giống như là chúng ta có rất là nhiều cách để có thể đi từ đây đến 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 hà nội đi bằng xe đi bằng tàu hay là đi bằng tàu hỏa hay đi bằng máy bay cách nào cũng được tùy vào nguồn lực chi phí à, tùy vào thời gian họ có và thậm chí công ty có thể cho họ đi một tháng mới tới thì họ vẫn đi được à, bằng một cái chi phí nó tiết kiệm hơn đi bằng xe giường à, nằm chẳng hạn đó đó là những cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi doanh nghiệp nó sẽ có những cái cần tác khác nhau anh sẽ có thể chia sẻ cho tất cả mọi người biết là cái kế hoạch phát triển cho đội ngũ kế thừa nó cần được xây dựng như thế nào không ạ? OK. Lúc nãy mình đã chia sẻ với nhau về cái hình tháp, và yeah. chia thành ba đối tượng đúng không? Đầu tiên là C-level, sau đó đến Middle manager và sau đó cuối cùng là những nhân viên còn lại 10 đến 15% còn lại trong cái những cái người xuất sắc nhất của nhân viên đó chính là Talent. Thì đối với mỗi đối tượng đó chúng ta sẽ có một cái cách thức để phát triển, gọi là phát triển nhân tài và chính cái cách thức phát triển đó nó cũng là giúp cho chúng ta có về câu chuyện là đội một cái cận luôn à, đầu tiên nói về c level thì à, đối với là một người đứng đầu thì không biết là theo dõi là cái năng lực nào là họ là cần nhất à, nếu đã gọi là một người đứng đầu rồi thì theo em nghĩ là cái à, năng lực cần nhất đó là leadership ừ, ok Uh, leadership là một cái khái niệm nó khá là phổ biến trong cái uh, ngành nhân sự nói riêng và nói chung cho toàn bộ những cái công ty nào hoạt động về doanh nghiệp. Uh, leadership là một cái thuật ngữ nó chỉ tóm tắt là hai từ lãnh đạo thôi, nhưng mà nó có muôn vàng cái uh, bí kíp hay là mô hình hay là ứng dụng nó rất là khác nhau. Thì đối với lại câu chuyện phát triển uh, nhân sự uh, hay là gọi là phát triển nhân tài mà đối với lại những cái anh chị thuộc C-level, chúng ta cần tập trung vào ba thứ. Thứ nhất là bản thân họ phải biết họ là người lãnh đạo để xây dựng cho mình một cái người kế thừa, à, cái việc xây dựng cái người kế thừa rất là quan trọng đối với lại cái người lãnh đạo đó, vì cái vì cái nghĩa cử đó, vì cái ý chí đó mà họ sẽ bắt buộc phải cải thiện bản thân mình hơn, à, và họ sẽ phải là người hiểu rõ rằng là những cái quyết định của họ nó sẽ tác động đến toàn bộ doanh nghiệp này, à, những cái khí cạnh mà họ đang thực sự đảm trách đó, thì nó sẽ chịu trách nhiệm của họ khá là lớn vậy nên nếu mà họ có những cái về um, lệch lạc á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ câu chuyện cái thứ hai nữa là chúng ta nói về những cái uh, trải nghiệm lãnh đạo nếu mà chúng ta muốn phát triển một người lãnh đạo á, thì giờ hỏi thử giỏi nếu mà à, tôi sẽ cho các anh chị lãnh đạo đó đi uh, đi học một cái khóa gì đó thì nó không có phải là dễ dàng để cho họ đi học họ khi họ ở một cái tầm rất là cao ở doanh nghiệp càng lớn những người đứng đầu thì họ lại càng có những cái Uh, kinh nghiệm những cái chuyên môn rất là cao khổng lồ mà chúng ta sẽ khó có thể tìm được một cái nơi mà có thể bổ túc hoặc là bổ sung hoặc là củng cố kiến thức hoặc là thậm chí là một cái gì mới cho họ. Vậy thì cái cách mà họ có thể học được đó, đó chính là đồng cấp, đồng cấp học hỏi lẫn nhau. Nội bộ chúng ta sẽ có thể tổ chức những cái uh, internal forum discussion, những cái conversation hay là gọi là conference họp với nhau để uh, chia sẻ với nhau những cái góc nhìn trong công việc của riêng công ty hay là cả bên ngoài về câu chuyện phát triển bản thân. Cái thứ hai nữa, bản thân họ, họ là người sẽ luôn đi tìm những cái um, mối quan hệ bên ngoài. Đó là bản chất của một người gọi là C-Level. Họ sẽ luôn luôn muốn đi học, họ muốn phát triển mình hơn nữa. À, không phải nói riêng C-Level không đâu, mà thật ra nó còn nói về riêng về talent. Đã nói là talent thì self-learning rất là lớn. À, nhưng mà ở C-Level thì cái chuyện học hỏi họ ở đồng cấp thì chúng ta sẽ học với lại những anh chị CEO của một công ty khác khi chúng ta đi hội thảo khi chúng ta đi workshop khi chúng ta đi như thế này thế nào thế kia thì những anh chị đó khá là chủ động trong câu chuyện đó và họ sẽ tự học à. và cái thứ ba cái cuối cùng đó chính là cái uh, nãy mình có nói sơ qua đó chính là về hình mẫu một người lãnh đạo cái này nó rất rất quan trọng à. vậy nên cái cái chuyện rằng là làm sao để cho người um, lãnh đạo cái người C-level họ nhận ra được rằng là a à, tôi phải là một cái model cho toàn bộ doanh nghiệp sang đã từng chứng kiến những cái ví dụ nó rất là thực tế nó rất là thú vị như thế này một cái người đứng đầu công ty họ dẫn dắt công ty bằng một cái uh, cái personality của họ đó chính là uh, chỉ tập trung vô những câu chuyện uh, bên lề ra mà uh, những câu chuyện uh, gọi là đồn thổi có nghĩa là, là họ không có tập trung vào câu chuyện chiến lược công ty mà họ chỉ đến để xử lý những câu chuyện rằng là người này đối với người kia có tốt hay không, à, người này có nói xấu người kia hay không thì vô hình chung á cái câu chuyện cái 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 cách mà người ta đang vận hành công ty như vậy á đối với những cái người lãnh đạo còn lại thì rõ ràng là những người đó khi mà đến gặp cái người sếp như vậy thì người ta đâu cần phải trình kết quả Tại vì tôi làm đẹp làm tốt cái nào người ta cũng không nhìn. Người ta chỉ nhìn xem cô tôi có nói xấu người này hay là tôi không nói xấu người kia hay không thôi. Thì vô tình cái công ty đó nó sẽ thành cái culture như vậy. À, họ đối xử với nhau bằng cách đàn làm hạn chế nói xấu à, hay còn gọi một cái thuật ngữ nói gần giống với lại trend bây giờ đó chính là cho giới trẻ đó chính là cung đấu. À, ngược lại có một số anh chị lại rất là detail. À, họ đến họ xem từng dòng, từng chữ và họ phải bắt người nhân viên thậm chí là người leader lên để trình bày họ còn chưa hiểu uh, chưa chắc họ phải kêu người mà người đã tạo ra cái dữ liệu đó cái thông tin đó vào ngồi cùng và cùng thuyết trình và cái người lãnh đạo đó bỏ thời gian để làm một cái detail rất rất là chi tiết uh, về cái 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 nội dung dự án đó thì họ mới cảm thấy yên tâm để đi qua thì nó cũng là một cái tích cực tích cực ở chỗ rằng là à mọi thứ đều được kiểm soát an toàn nhưng nó có một cái tiêu cực giờ nghĩ đó là gì? À, em nghĩ rằng là đôi khi uh, detail quá thì lại hạn chế rất là nhiều những cái tư duy đối với tất cả những cái talent và những cái nhân viên còn lại. Chính xác. Uh, detail và cái chuyện về uh, uh, combines, đó nó là một trong những cái yếu tố uh, giết chết những cái gọi là idea. Yeah. Đó, những cái uh, creative, những cái đổi mới sáng tạo của một người nhân viên. Cái thứ hai nữa, nó tiêu tốn rất nhiều thời gian. À, một cái người cấp rất cao phải ngồi dưới một cái level cấp rất thấp để cùng ngồi xem chi tiết từng cái file Thì, thì uh, thời gian đâu mà chúng ta làm những cái việc chiến lược à, Đó là cái um, ví dụ thứ hai à, Vậy nên có những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy được rằng là Vì tôi làm việc với sếp tôi, người có nhu cầu về cái mặt này Nên tôi sẽ phải đưa những thông tin, đưa những kết quả theo mặt đó Vậy nên họ, những cái người C-level, họ cần phải được biết rằng là họ đang là leader họ đang làm một cái người ảnh hưởng rất lớn đến số đông nhân viên và ảnh hưởng đến cả về câu chuyện rất là quan trọng đó chính là decision making của doanh nghiệp có nghĩa là cái cách mà doanh nghiệp đưa ra quyết định họ không tự quyết định được họ phải hỏi sếp sếp lại đi theo một cái phong cách quyết định rằng là tôi dựa vào những dữ liệu chi tiết hay là tôi dựa vào những dữ liệu bên lề thì nó lại là một cái khá là uh, nguy hiểm khi nó ảnh hưởng đến cái culture của doanh nghiệp đó vậy nên đối với c level cần đã thông với họ rằng là leadership awareness của họ là gì. Ok. Còn mình nãy cũng nãy mình có hai cái level còn lại nữa đúng không? Để sang share thêm luôn ha. Thì đó chính là cái về những đối tượng middle manager. Những anh chị middle manager thì cái thác càng đi xuống bên dưới thì nó sẽ càng nở ra. Những người ở trên này thì họ sẽ thiên về chiến lược, về những cái rất là định hướng, những cái về tầm nhìn lãnh đạo vậy thì cái tầng trung gian chính giữa này á đối với lại những cái tầng bên dưới sâu hơn nữa thì nó sẽ trộn lẫn giữa hai cái những cái chiến lược những cái leadership này và những cái operation bên dưới. Vậy nên những cái người ở level chính giữa này họ cần rất strong rất uh, giỏi rất có chuyên môn về uh, những cái lĩnh vực mà họ đang quản lý đó chính là về ví dụ như là những cái người ví dụ như trưởng phòng đào tạo nè À, những cái người như trưởng phòng IT nè, những cái người như là trưởng phòng à, vận hành sản xuất vân vân và vân vân, họ phải rất rành, rất rõ về câu chuyện chuyên môn của họ là như thế nào, thì họ mới nói được câu chuyện rằng là à với cái chuyên môn của à, tôi, tôi có thể biết được rằng là năng lực vận hành của doanh nghiệp này nó đang ở đâu, vậy thì tôi sẽ à, map nó lại với lại cái chiến lược và cái định hướng của công ty như thế nào vậy nên tập trung cho câu chuyện phát triển nhân tài những cái người ở middle manager đó chính là hai thứ một vẫn là leadership bởi vì họ vẫn phải là người làm gương và họ vẫn phải có nhân viên ở bên dưới noi theo và họ chính là cái đối tượng để thu hút nhân tài bởi vì rõ ràng là talent sẽ đi tìm những cái người cùng ngành nghề với họ và giỏi hơn họ để họ đi học đúng không thì họ chính là những cái hình mẫu để thu hút nhân tài từ bên ngoài vào đó và cái thứ hai nữa đó chính là làm sao uh, giỏi về chuyên môn và có thể là number one của chuyên môn trong doanh nghiệp đó, trong lĩnh vực đó, thì đó chính là cái yếu tố mà họ sẽ phát triển cho bản thân của họ và giúp cho nó đi cùng với mục đích của công ty, cho doanh nghiệp. Và cái cấp cuối cùng đó chính là 10 đến 15% số lượng những người nhân viên còn lại, những người xuất sắc nhất, thì mình nên làm gì với họ? Thì rõ ràng lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Đầu tiên đó chính là chiến lược leadership trộn lẫn giữa chiến lược leadership và operation và cuối cùng là chính là operation vì những người này á chúng ta chứ rất là dễ để có thể phát triển họ khi chúng ta đã có được cái uh, đánh giá xác định họ là ai trong số 10 15% đó ai là người trong cái cái số đó và cái thứ hai đó chính là chúng ta đã có cái khung mẫu để trở thành một middle manager thì họ cần làm gì chưa à, khung mẫu đây có nghĩa rằng là cái scope upward của người người middle manager á, thì họ sẽ làm những cái công việc A, B, C, D nè và họ cần kỹ năng A, B, C, D nè gọi là skill set hay là còn gọi là competency framework của riêng cái 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 function đó chúng ta gọi là functional competency à, nếu mà sang nhớ không làm thì chúng ta đã có cái số ở kỳ số 5 nói về cái vấn đề này khá là nhiều à, mọi người có thể xem lại cái 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 chương trình của buổi số 5 chúng ta sẽ thấy được uh, năng lực nó sẽ là như thế nào thì uh, mình lướt qua một chút đó chính là nếu họ đã có doanh nghiệp họ đã có những cái về khung năng lực rồi thì cái việc mà phát triển một cái người talent để đi tiếp lên một cái uh, một cái cấp bậc tiếp theo hay là người kế thừa cho người biết um, manager là một chuyện không khó cái khó ở chỗ đó chính là nguồn lực về chi phí nguồn lực về thời gian có dành cho họ hay không và quan trọng nữa cái vị trí đó hiện tại bây giờ chúng ta sẽ có trong vòng bao lâu nữa mình uh, sẽ nói với câu chuyện rằng là về cái vị trí đó trống bao lâu nữa ở phía sau chúng ta đã hoàn thiện xong một cái vị trí đó rồi Mình muốn xây dựng một kế hoạch để phát triển là một cái vị trí a b c d nào đó thì những cái hoạt động nào thường được thường được chúng ta áp dụng trong cái kế hoạch đó à? có nghĩa là có thể là đào tạo hoặc là chúng ta sẽ đưa đi huấn luyện hoặc là như thế nào thật ra đối với lại một cái trong quá trình sau lần đi á thì luôn luôn ai cũng nhắc đến câu chuyện là đào tạo à, đào tạo sẽ phải là đào tạo làm cái gì học cái gì học cái gì nhưng mà mọi người cũng nên nhớ là trong cái mô hình đào tạo đó, chúng ta chỉ có chiếm có 10% trong mô hình đào tạo thôi. À, có nghĩa rằng là trong cái việc mà learning của một người á, chúng ta có 10, 20 và 70. chắc giỏi biết cái phần đó ha. Và đào tạo nó chỉ chiếm có 10% thôi. 20% còn lại đó chính là định hướng của cái người tiếp theo. Cái người cái người mà line manager của họ phải là người định hướng họ, hoặc là thậm chí không phải line manager, một cái người nào đó cùng một cái ngành nghề, họ có thể coach hoặc có thể huấn luyện, chia sẻ và hướng dẫn cho họ. Thì đó chính là 20% còn lại Và cũng 20% đó nó cũng nằm trong phần về tự học của họ nè Và 70% cái phần lớn còn lại đó chính là Dựa vào cái kiến thức họ đã lấy được từ 10, 20 ra Họ phải ứng dụng Và họ phải học On the job có nghĩa là học trong quá trình làm việc Thì đó mới là cái quan trọng Nên Làm đào tạo nhưng mà có những cái rất là buồn là mọi người cứ hỏi là giờ sao không thấy dạy gì hết, không thấy dạy gì hết Và chúng ta cũng phải thông cảm rằng là à, Chấp nhận một cái sự thật rằng là À tôi sẽ uh, rơi trong cái thời gian thời gian có nghĩa là cái cái thời kỳ bây giờ self learning là tự học là một cái rất là tối ưu và cũng nhắc nhở một lần một lần nữa đó chính là talent là người rất rất có cái ý chí về self learning cần có một tinh thần tự học học bản thân họ nếu họ đã là talent thì họ đã là self learning yeah. họ đã có self learning rồi nên mình đừng có lo quá về câu chuyện này vấn đề là chúng ta đã có cái định hướng bạn nên học gì chưa đôi khi họ họ rất muốn học nha họ là một người thôi thúc là không có ngồi yên một chỗ tìm cái này tìm cái nọ tìm cái kia nhưng mà họ thiếu một cái người mentor hay là họ thiếu một cái người coach họ để hướng dẫn họ họ sẽ phải trả lời những câu hỏi rằng là tôi cần làm cái gì trong tương lai tiếp theo của tôi à, tôi có lệch hướng không tôi có đang đi đúng đường không à, chỉ cần chỉ cho tôi tôi cần phải làm gì tôi sẽ tự làm nó được tôi sẽ tự học nó được đó là talent đó ha? Và bí bách quá đối đế quá thì họ sẽ phải tự học những cái gì mà họ nghĩ rằng mà nó đúng à, nên uh, tự học vẫn là chính còn uh, tất nhiên công ty thì đối với ở góc nhìn của Sen đó, thì cái phần về trình xếp phần về frame đó, là cái nó quan trọng hơn để cho người ta thấy rằng là chúng họ phải họ phải có trách nhiệm trong phần đó chứ không phải là đổ hết trách nhiệm cái phần phát triển nhân viên lên cho công ty nhân viên bản thân họ phải là tự học còn công ty chỉ là nơi để cho họ có thể trải nghiệm, lấy được kiến thức và có những cái ứng dụng thực tế để xem xem đúc kết rằng là cái bài học đó nó có đúng hay không. Chứ còn nếu mà đến và đòi hỏi rằng là ồ sao doanh nghiệp hôm nay đến cả năm nay rồi không thấy đào tạo gì cho tôi hết thì cái đó thì trách cũng đúng nhưng mà cũng không đúng nếu mà mình một người chủ động trong việc học tập thì nó tốt cho bản thân mình rõ ràng kết cục đó vẫn là dành cho một người nhân viên và doanh nghiệp vô tình được hưởng lợi trong đó mà thôi. Dạ vâng. Như vậy thì theo anh Sang thì khi mà chúng ta xây dựng và phát triển cái đội ngũ kế thừa trong doanh nghiệp thì cái yếu tố nào là cái yếu quan cái yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của cái kế hoạch này? Yếu tố dẫn đến sự thành công nhất à, lúc nãy thì uh, Sang cũng đã có nhắc qua là câu chuyện rằng là về nguồn lực chi phí, nguồn lực về thời gian và cái đánh giá đúng đắn của của cái cách mà mình đưa ra tiêu chí để đánh giá đúng đắn và xác định đó là nhân tài hay là không, Cho nên chọn được họ mới là quan trọng nhất. À, chúng ta có làm không? Hay là chúng ta có bỏ sót ai không? Hay là chúng ta thật sự không có nhân tài hay không? Thì đó là cái bước quan trọng nhất. Tại vì nếu mà tại vì nếu mà những cái xác định đó nó là con số không, thì chúng ta đâu làm được gì nữa tiếp theo đâu? À, bước đầu tiên luôn là bước khó nhất. Đó là cái góc nhìn của xe Uh, cảm ơn anh Sang Thì như vậy thì uh, trong cái việc mà phát triển đội ngũ kế cận Thì nhân tài là một trong những yếu tố rất quan trọng Để chúng ta có thể là uh, lấy đó để là một cái nguồn lực Để chúng ta phát triển cái kế hoạch này Như vậy thì uh, uh, em chia sẻ với anh Sang một điều như thế này Một cái vấn đề mà em cũng gặp trong thực tế Cũng nghe rất là nhiều những bạn bè chia sẻ Về cái việc mà xây dựng đội ngũ kế thừa Khi mà chúng ta xác định được người đó là người tài rồi Thì uh, có một số trường hợp là họ lại quá ưu ái cho cái người đó cái kiểu như là xem có một cái chuyện tế nhị là họ xác định được người tài xong rồi họ ưu ái họ kiểu như là chăm bổng cho người tài tập trung đào tạo cho người tài và có những cái những cái chế độ phúc lợi nó 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 rất là đặc biệt dành cho những người đó thì theo anh thì cái việc này nó có vô tình gây ảnh hưởng đến à, đến những cái người nhân viên còn lại hoặc là gây một cái rủi ro gì đó đến doanh nghiệp hay không ví dụ như cái rủi ro là nhân tài đã bị một công ty khác à uh, chẳng hạn, nghe là giống như là mình nuôi cho họ lớn lên xong rồi cái họ rời khỏi cái chính xác thì đúng không? Đúng rồi. À, đủ lòng đủ cánh thì họ bay mất đúng không? À, thật ra thì chưa thật ra thì sang chưa có hiểu rõ là ở chỗ của giỏi lắm là về cái cái bối cảnh. À, mình có những cái benefit dành cho một người talent thì nó là tốt. Nhưng mà nếu mà cái benefit đó dành ưu ái dành đặc biệt riêng cho một talent nào đó còn 9 10 talent còn lại không được thì nó mới là vấn đề. Yeah, Chứ còn nếu một cái benefit nào đó dành riêng cho những người talent và talent nào cũng được như nhau thì nó không phải là vấn đề. Mà cái đó là cái nên làm. À Sang cũng có một cái trải nghiệm tương tự như giỏi như nếu nếu cái trường hợp của giỏi vừa nói đó, đó chính là cái talent mà mình ưu ái là đó chính là một đối tượng, còn những talent khác không được thì đó là vấn đề. À Sang cũng có cái tương tự. Một cái người này à cũng có thể gọi là talent đi. Thì người này được uh, CEO quyết định rằng là sẽ move từ uh, function A qua function B thì um, tất nhiên rằng là cái chuyện mà từ A qua B thì nó sẽ phải có một cái lợi ích nào đó thì người ta mới có thể chịu đi và đối với là góc nhìn của công ty là cũng là một cái bước mà để cho cái người đó cảm thấy rằng là họ được tiếp tục phát triển bởi vì họ đang là cao nhất của A rồi họ không thể nào làm tiếp hơn nữa chỉ có thể thay luôn CEO thôi À, nhưng mà vậy thì họ là cao nhất qua thì giờ họ muốn mở rộng thêm cái kiến thức Mở rộng thêm cái giá trị của họ Lúc nãy mình đã có nói rằng đó không phải là danh và lợi không Giá trị là cái đầu tiên Thì người tài họ luôn muốn tìm một cái giá trị to hơn Thì mới giờ họ qua bên chỗ B Và cái việc này nó diễn ra hơn một năm Và cái contribution của họ ở chỗ B không có Và cái mức lương của họ nhận ở chỗ B rất lớn Và cái chỗ B không có thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên cái function của B luôn À, và nó rất là nguy hiểm Chúng ta vừa mất thời gian Mất chi phí cho câu chuyện đào tạo người Và mất luôn cả những cái cơ hội Của cái sành B đó à, Đó là chi phí cơ hội nó còn to hơn nữa à, Vậy nên Về câu chuyện personal bỏ vào trong Trong một cái gọi là doanh nghiệp Nó luôn là một cái điểm rất là Cần phải cân nhắc và hạn chế Chứ không phải nói riêng là talent hay không à, Trong một cái mối quan hệ đồng nghiệp Chúng ta làm việc với nhau thì nói về À, u ái với nhau cho người này hơn cho người kia thì nó cũng đã làm một cái rất là cần phải cân nhắc rồi à, mình đi làm với nhau thì nó professional nhiều hơn personal nó phải được đặt để phía sau và đừng để nó ảnh hưởng tới những cái quyết định trong công việc đó cũng chính là cái mà cái vấn đề hai chữ tế nhị mà em nói ở đây yeah. Đó có nghĩa là một sự à, theo em nhận thấy đó là một cái sự gọi là một giống như cái trường hợp của anh sang nói nó giống như là một cái quyết định sai lầm của một cấp trên khi mà điều chuyển người a sang người sang cái vị trí b làm cho tâm lý của những người lao động làm ở vị trí b nó bị ảnh hưởng rất là nhiều và đó chính là một trong những cái rủi ro rất là lớn khi mà chúng ta tiến hành cái kế hoạch và xây dựng đội ngũ kế thừa đúng không ạ à, và vậy thì nếu như mà Um, trong cái việc mà chúng ta giống như em nói lúc nãy cái vấn đề về nhân tài và anh Sang vừa nói là khi mà nuôi cho họ đủ lông đủ cánh rồi họ rời đi cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện rất là muôn thỏ ừ. nhưng mà theo anh Sang thì góc nhìn của anh Sang thì cái cái việc mà giữ chân nhân tài á nó nó ở trong doanh nghiệp nó chúng ta cần làm như thế nào để chúng ta có thể giữ chân được họ để khi mà chúng ta đã xây dựng nên cho họ một cái kế hoạch rất là hoành tráng định hướng cho họ từ vị trí A lên B rồi nhưng mà làm được một thời gian thì họ lại bay đi ra một chỗ khác mất thì giống như là công yeah. thức của mình là đổ sông đổ biển thì với anh Sang thì quan điểm của anh Sang về vấn đề này như thế nào rõ ràng đó là một cái câu hỏi thuộc dạng là khó nhất cho tất cả những người làm nghề nhân sự à, luôn luôn sếp đặt lên cho nhân sự một cái câu hỏi rằng là ủa giờ tại sao phải đào tạo phải đầu tư cho bạn đó cho người đó rồi họ đi mất rồi sao rồi có bồi hoàn lại cho những cái chi phí đào tạo hay không xong đó nhân sự mới sinh ra một cái gọi là cam kết đào tạo À, thật ra thì uh, cái đó nó cũng là một cái uh, phía sau thôi chúng ta lấy lại được chi phí nhưng chúng ta có lấy lại được thời gian và lấy lại được cái tài năng của họ hay không chúng ta có thể bay một cái người khác từ bên ngoài vào có cùng cái tài năng đó hay chúng ta có thể biêu kịp một cái tài năng nào đó cùng giống với tài năng của họ mà họ đã đi mất rồi hay không đó mới là cái quan trọng vậy nên uh, cái câu hỏi này nó khá là khó và nó sẽ càng khó hơn trong cái câu chuyện hiện tại bây giờ bởi những cái yếu tố rất là thời sự hậu covid khủng hoảng kinh tế và như mình cũng đã thấy rằng là có rất là nhiều doanh nghiệp hiện tại bây giờ đã phải phá sản phải đóng cửa và rất là nhiều người thất nghiệp và hai cái đó là hai cái tác động của kinh tế và những cái tác động của về việc cái xu hướng mới của thị trường những cái người trẻ đó chính là làm freelancer làm làm tiktoker đó rồi là làm những cái người kol Đúng tại vì cái gì mà chúng ta nhìn thấy nó liên tục liên tục liên tục đó thì chúng ta sẽ dễ bị uh, ảnh hưởng dễ bị uh, thôi thúc rằng chúng ta cũng có cái năng lực tương tự rằng chúng ta có thể trở thành một người tương tự nhưng khi đụng tay vào rồi chúng ta mới biết bỏ hoài rằng là à nó không phải dành cho mình nhưng mà vì tôi đã dành một thời gian cho nó nên tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội khác mà tôi đã đi qua rồi cái nữa đó chính là một cái xu hướng mới nữa chính là bỏ phố về quê uh, đầu tiên là trong cái lớp người mà bỏ phố về quê ấy, biết đâu đó cũng là có nhân tài trong đó vậy giờ không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể rằng là gặp uh, mất người tài nhưng mà đầu tiên nói là về câu chuyện phát triển kinh tế đã mất người tài rồi à, chúng ta uh, cần có những cái thay đổi về tư duy để làm sao số đông của nhân tài ở ngoài thị trường ấy, họ biết là họ là người tài họ biết là họ có thể giúp được cho xã hội và họ biết rằng là họ sẽ phát triển hơn những cái doanh nghiệp những cái uh, bản thân hay là những cái người đồng hành của họ bởi cái tài năng của họ thì đó là quan trọng rồi giờ tiếp tục về câu chuyện là giờ xử lý cái đó như thế nào um, một cái khảo sát gần đây nhất của những cái uh, công ty mà chuyên về hết uh, tuyển dụng á, thì họ có đưa ra rằng là cái tỷ lệ uh, làm việc gắn bó với doanh nghiệp hiện tại bây giờ là trung bình là 12 12 tháng có 12 tháng thôi à, cái thế hệ Gen X và Gen Y ấy, thì hồi trước đó là trung bình nó khoảng tới 3 đến 4 năm có nghĩa là có người sẽ ở rất là cao 10 năm hơn có những người 1 2 năm và ít hơn 1 năm còn bây giờ nó nhiều đến mức là có nghĩa là 1 tháng 2 tháng 3 tháng là đã có người nghỉ rồi nên cái trung bình đó bây giờ nó chỉ còn có 12 tháng thôi và phỏng vấn những cái người những người tham gia phỏng vấn ấy, họ trả lời rằng là họ sẽ có nhu cầu đổi việc trong vòng 6 tháng tới nó chiếm tới 75% số người được phỏng vấn trả lời rằng 6 tháng tới họ sẽ tìm việc mới à, vậy nên cái chuyện uh, giữ người tài nó đã là một cái chuyện rất khó rồi bây giờ nó lại ảnh hưởng tới những yếu tố khách quan nó lại càng khó hơn à, một cái điểm mà sen có thể nhận thấy được rất dễ dàng nhưng mà làm rất khó đó chính là người tài hồi nãy uh, mình đã trao đổi với nhau họ đến với doanh nghiệp dựa trên cái gì rõ ràng là chúng ta dựa trên uh, những người tài dựa trên giá trị đúng không Vậy thì chính cái chỗ đó là chỗ sẽ níu chân họ. Giá trị phải đi đầu. Vậy thì giá trị của doanh nghiệp phải đi đồng hành với lại giá trị của người 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 nhân tài. Một cái người nhân tài họ có cùng mục tiêu, cùng quan điểm sống và cùng cái giá trị muốn cống hiến, cùng cái giá trị muốn 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 gặt hái được, đem ra, tạo ra được hoặc là gặt hái được thì họ với doanh nghiệp giống nhau thì họ sẽ tự động đi với doanh nghiệp. Thì có nghĩa rằng là chúng ta không có chủ động được trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ bị động trong câu chuyện này họ sẽ chọn ở lại với chúng ta bởi vì họ thấy được cái mục tiêu chung họ thấy được con đường phía trước có giá trị cho họ và họ tạo được giá trị nên nó không phải là dễ và thật sự nó là một cái bài toán bài toán rất là nan giải à, giống như anh sang vừa nói thì cái việc mà à, chúng ta giữ chân nhân tài để chúng ta ở thế bị động và trong lúc nào chúng ta cũng tạo ra những cái hoạt động để cho cái để cho nhân tài họ cảm thấy rằng là công ty là một cái nơi nào đó để họ đáng để họ cống hiến nhưng mà mỗi con người của chúng ta lại có một cái mỗi người thì lại có một cái nhu cầu khác nhau về giá trị ừ. như vậy thì với cái kinh nghiệm của anh anh sang thì với chín mươi người ý chín người lại có 10 cái nhu cầu về cái giá trị khác nhau như vậy thì doanh nghiệp làm như thế nào để có thể là cân bằng được cái điều đó ừ, cái quan trọng á cái quan trọng nhất đó với sang á, cái người làm manager chính là yếu tố sẽ quyết định được câu chuyện rằng là nhân tài đi hay nhân tài ở, họ phải cho được cái người tài đó thấy được rằng là doanh nghiệp này đang có những cái hướng đi chung với lại cái hướng đi về nghề nghiệp của em, chung với lại cái những cái mục tiêu mà em đang chi trả cho cuộc sống này, họ sẽ gắn kết với lại doanh nghiệp, à, vậy nên à, có một cái sự thật rằng là người ta đến với lại công ty á vì ba cái phần nãy mình nói đúng không? nhưng người ta rời doanh nghiệp đó thì lại vì Life manager. À, đó là cái một cái sự thật mà ai làm nhân sự sẽ cũng biết điều này. À. có nghĩa là um, nhân tài họ sẽ không rời bỏ công ty mà họ rời bỏ chính người sếp của họ đúng, đúng không anh? nhân tài thì cũng là nhân viên thôi. Dạ. thì họ cũng sẽ có những cái lựa chọn đó chính là họ sẽ đồng hành với người sếp đó hay là không đồng hành với lại người sếp đó. À, và người sếp đó chính là cái cầu nói mà giúp cho cái người nhân tài họ thấy được rằng là à ở doanh nghiệp này tôi có thể phát triển tôi có giá trị và tôi đã đưa ra cái được giá trị mà công ty đang mong muốn và đang cống hiến cho xã hội thì tôi đang chung tay trong chương đó à, đó là cái mà mình sẽ thấy rằng là à mình phải hợp chung hai cái đó lại với nhau thì họ sẽ ở lại thôi nhưng mà làm được hay không không dễ à, nãy giờ mình đang nói là đầu tư đào tạo cho những người nhân tài đúng không vậy thì hỏi ngược lại chúng ta đã đầu tư đào tạo cho những người làm quản lý những người nhân tài chưa yeah. ừ. Như vậy thì quay lại cái câu chuyện mà chúng ta xây dựng đội ngũ kế cận thì khi mà chúng ta xây dựng một phát triển cái đội ngũ kế cận để cho họ lên làm middle manage, management hoặc là cao hơn thì một trong những cái competency, một trong những cái năng lực mà cần thiết là một trong những cái năng lực mà tạo được cái cái cảm hứng cho nhân viên, coaching được họ và tạo nên sự gắn kết giữa nhân viên với công ty đối với cái người đó, đúng không anh? Ừm. <laughs> cũng có thể gọi là đúng. một trong những cái năng lực đúng mà rồi. cần phải được xây dựng cho cái đội ngũ kế cận đúng rồi nếu mà gọi là một trong những thì đúng dạ. à, nhưng mà nếu mà gọi là đúng 100% thì mình sẽ còn khá là nhiều dạ. cái năng lực khác à, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái um, cái industry của công ty cái ngành nghề của công ty và context của công ty lúc đó mà cái bộ năng lực nó sẽ khác nhau à, chứ không phải là chúng ta xây bộ năng lực với một mục đích đó chính là chúng ta đang nói một cái đề tài đó chính là về competency framework về khung năng lực, khung năng lực nó sẽ không phải dựa trên câu chuyện rằng là vì giữ người tài nên chúng ta cần phải có khung năng lực, à nó ngược lại, à, vì chúng ta có khung năng lực nên chúng ta sẽ có thể về định hướng người tài hơn, à, nên chúng ta sẽ không phải đi theo cái hướng còn lại đó chính là à để gìn giữ bạn này nên người sếp phải có năng lực đó, nếu mà người sếp chỉ có năng lực để gìn giữ người tài không thì những cái phần vận hành, những cái phần chiến lược ai làm vậy, yeah, đúng, đúng không? Yeah. À, thưa anh Sang. À, hiện nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số một trong những cái kỷ nguyên mà tất cả mọi thứ nó đang nó chuyển dịch một cách rất là nhanh chóng có thể tối ngày hôm nay chúng ta ngủ thức dậy là nó có rất là nhiều những cái điều mới mẻ rồi như vậy thì trong cái công tác phát triển nhân tài cũng giống như là phát triển cái đội ngũ kế cận thì à, trong cái kỷ nguyên số này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta được gì trong cái công tác phát triển nhân tài à, cái góc nhìn này nó không có không có phải là dễ dàng nhưng mà bắt buộc chúng ta phải nhìn à, có rất là nhiều doanh nghiệp nói là giờ chuyển đổi số hóa chuyển đổi số hóa đi chuyển đổi số hóa đi nhưng mà chuyển cái gì mới được làm làm ra làm sao thì một trong những cái uh, liên quan đến nhân sự uh, nói 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 chung và riêng về cái talent development hay là phát triển nhân tài nói riêng thì thật sự kỹ nguyên số và những cái chuyển đổi số hóa nó đã giúp ích rất là nhiều uh, xem có uh, hai phần phần thứ nhất nói về câu chuyện hoàn toàn Quản lý tri thức knowledge management nó là một cái thuật ngữ khá là phổ biến của toàn thế giới về câu chuyện là họ quản lý dữ liệu tri thức kiến thức của công ty nghĩa là sao giỏi à, vào làm trước sen à, sau đó giỏi xây lên rất là nhiều thứ cho doanh nghiệp này sau đó sen vào sang, sen là người kế thừa những cái phần đó nhưng khi mà giỏi rời đi những cái đó nó cũng bay theo giỏi luôn à có nghĩa rằng là chúng ta có quản lý được những cái gì mà doanh nghiệp đã chi trả ra cho người nhân viên đó, nhân viên hoặc là nhân tài để họ làm ra một cái sản phẩm và sản phẩm đó phải được để lại thừa hưởng cho người khác và được được người khác kế thừa và tiếp tục vận hành hay là nó sẽ mất đi cùng với người đó luôn. Và nó là một cái rất là quan trọng. Vậy nên cái khái niệm về knowledge management nó được sinh ra. Có nghĩa là chuyển giao những cái tri thức của công ty hay là quản lý những cái tri thức của công ty nó rất là quan trọng và chuyển đổi số hóa những cái về số hóa thì nó sẽ giúp ích cho được câu chuyện này ở chỗ đó chính là hiện tại bây giờ sang nghĩ chắc là đa phần doanh nghiệp nào cũng sẽ đưa những cái thông tin của công ty mình lên một cái dữ liệu đám mây hay gọi là cloud đó ha thì Google hoặc là Office 365 sáu à, vân vân thì đó là những cái nền tảng lưu trữ nó giúp ở chỗ đó chính là người nhân viên họ có thể à, làm trực tiếp ở trên cái nền tảng đó luôn và những cái thông tin những cái dữ liệu nó được cập nhật liên tục ngay tại trên phần mềm ở trên đó trên những cái đám mây đó và lỡ như họ có những cái hành động xấu cố ý xóa thì chúng ta vẫn có cơ hội để khôi phục à, và những cái người đi sau thì chắc chắn họ sẽ được kế thừa rồi giờ chúng ta bàn tiếp tới số chuyện kế thừa nhưng có làm được hay không à, kế thừa nhưng có làm được hay không thì à, đối với riêng cái phần của sang về câu chuyện làm đào tạo đó, bất cứ những cái bạn nào mà làm đào tạo thì bạn đó sẽ cần phải uh, xây dựng một cái chương trình đào tạo ví dụ một cái chương trình tên a nào đó bạn đó sẽ làm một cái file đầu tiên đó chính là file về powerpoint để trình chiếu đúng không và nếu không có bạn đó ở đó thì nhìn vào cái slide powerpoint đó làm sao chúng ta có thể train được giống như bạn đó à, đó là cái quan trọng vậy nên uh, mỗi một cái chức năng nó sẽ có những cái riêng biệt khác nhau về tính chất công việc đối riêng với lại bạn đó thì uh, À, cái vị trí đó một cái công việc đó thì sang sẽ yêu cầu rằng là à bạn sẽ cần phải làm thêm một cái file work nữa còn gọi là outline đó hay là gọi là guideline để có thể training đào tạo cái cái file trình chiếu đó như thế nào phải viết ra cụ thể từng dòng từng cái ví dụ từng cái hoạt động từng cái câu nói lời dẫn của bạn và những cái tài liệu tham khảo của bạn nằm ở đâu mà chứ không phải là bạn soạn ra một cái PowerPoint xong đẹp đẽ rồi à, bạn có thể chiếu lên được nhưng mà chỉ có một mình bạn nói được thôi thì không đúng À, thời gian của bạn là được chi trả bởi công ty sản phẩm này bạn được tạo ra là phải dành cho công ty và người ở trong công ty sẽ phải là người kế thừa à, vậy nên riêng về đào tạo thì sang có những cái trải nghiệm như vậy ở những cái phần hành khác thì nó cũng tương tự à, như ở, ở công ty hiện tại thì sang cũng vừa thúc đẩy những cái anh chị đang làm trong về à, quản trị ở level middle management trở lên thì họ sẽ phải cần chuyển hết tất cả thông tin của họ lên cloud để họ có thể quản lý được những cái thông tin đó và để nhân viên của họ tập cái thói quen rằng là gì bất cứ tài liệu nào cũng phải chia sẻ à, gửi gửi lên đó làm việc trực tiếp trên đó để nó cập nhật và chia sẻ cho nhau à, và để và cái người middle management sẽ cần phải học cái cách để sử dụng những cái nền tảng đó và nó không phải dễ đâu dở nó sẽ dễ với lại anh em mình nó dễ với lại những cái người khá là trẻ nhưng nó cũng sẽ khá là khoai và khá là mệt mỏi với lại những cái anh chị uh, có tuổi tác lớn hơn tí xíu ta à, nói là công nghệ nó sẽ xa rời với lại cái thế hệ à, mình sẽ có một cái khoảng cách khá là khá là nhất định so với lại những cái anh chị mà còn ở thế hệ trước. À, nhưng mà chuyển đổi thì bắt buộc phải chuyển đổi thôi. Đó là cái góc nhìn thứ nhất về câu chuyện knowledge management. Cái thứ hai là cái quan trọng đúng với đề tài ngày hôm nay đó chính là về talent development. À đầu tiên á thì chắc là giỏi cũng sẽ biết được rằng là công ty nào nó cũng sẽ cần có một cái phần mềm quản lý nhân sự. À, có, có thể là mặt Excel cũng là một cái chương trình một cái app làm quản lý nhân sự nhưng một cái system hay còn gọi là một cái um, thông thường người ta gọi là uh, isim uh, information HR, uh, system uh, thì um, thì họ sẽ thường thiên về cái phần, cái phần hệ là cnb về uh, quản lý chấm công này quản lý thông tin nhân viên này quản lý uh, quan hệ lao động đó là những cái phân hệ nó rất là căn bản của bất cứ nền tảng system nào về quản lý nhân sự và nó sẽ giúp ích được cho người nhân viên uh, cho cho người, cho cái phòng nhân sự đó để về câu chuyện quản lý nhân viên nói chung uh, nhưng mà gần đây thì chúng ta mới bắt đầu phát triển thêm nữa về câu chuyện talent development là lms learning management system um, hay là chúng ta có uh, những cái um, về talent development ví dụ như là đánh giá performance đặt kpi trên đó thiết lập KPI trên đó và đánh giá qua từng cấp bậc cũng tự động luôn. À, thông tin sẽ được gửi đến cho người người line manager đánh giá xong rồi được tổng hợp ở cái người uh, cao hơn và được gửi cho HA, HR. HR là người phê duyệt. Ok hay không? Và đó là những cái mà phần mềm có thể hỗ trợ về performance management. Và có một cái uh, gần đây nhất thì Sang cũng có tham gia đó chính là về uh, những cái phân hàng cái um, framework trực tiếp ở trên uh, hệ thống là chắc là giỏi cũng biết là cảm biết tập một là gì vì giờ, không nhớ không làm thì giỏi cũng có tham dự cái số năm buổi số năm của chương trình à, thì đánh giá một người ở năng lực a có thể có 10 năng lực đi thì mỗi năng lực nó sẽ có những cấp bậc khác nhau thì đánh giá nó như thế nào một cái người đó sẽ nằm ở năng lực số 1 thì ở cấp bậc nào à, là một hai ba bốn năm thì phần mềm nó cũng sẽ hỗ trợ chuyện đó và phần mềm nó sẽ so sánh được rằng là cái vị trí yêu cầu của người đó với những năng lực nó theo từng cấp bậc như thế nào và hiện tại current của họ nó là làm sao à, Và hai cái đó nó sẽ lồng ghép lên nhau thành một cái trạc hình mạng nhện Để xem thấy rằng là họ đang trồi sụp như thế nào so với lại cái năng lực mà họ còn thiếu à, Cái đó rất là hấp dẫn Và xa hơn nữa, với những cái còn thiếu như vậy Thì nó sẽ tiếp tục liên kết đến cái phân hệ về đào tạo À vì bạn còn thiếu chỗ này, nên đây là những khóa học sẽ suggest cho bạn đây và nó đã chịu từ chạy tự động hóa bởi những cái công thức bởi những cái thuộc tính của system rồi à, nên cái người nhận được cái thông tin đó là người nhân viên họ sẽ có thể tự động xem tự động tìm hiểu và tự động thấy được rằng là cái đích đến của mình cho công việc hiện tại ở đây nó yeah. như thế này à, nó sẽ um, ít cái câu chuyện về manual nghĩa là hướng dẫn người ta làm bằng những cái form những cái biểu mẫu bằng yeah, những ấy. cái conversation nó sẽ phải cần nhiều hơn về thời gian đó là số hóa và nó rất rất là tiện ích cho câu chuyện về quản lý con người hay là phát triển nhân tài hiện tại bây giờ à, đó là những cái mà sang có thể thấy và có thể chia sẻ được à, thêm nữa là những cái phần về à, bọc thầu của nhân viên có nghĩa rằng là thông thường á, cái phân hệ mà về cnb người, người cnb họ chỉ có thể quản lý được những cái người nhân viên trên một cái phần mềm chính và họ là người xem được nhân viên không có được vào à, càng ngày nó càng mở rộng hơn là nhân viên sẽ mỗi người có một cái ứng dụng một cái app ở trên điện thoại của họ để họ thể là xem được những cái phân hệ phần hệ dành riêng cho họ họ sẽ làm ví dụ như là thậm chí họ tự cập nhật thông tin của họ rồi nó sẽ tự chuyển qua bên thông tin của CNB CNB chả cần làm gì hết à, tương tự như vậy cái phần talent development nó cũng tương tự họ có thể tự động đánh giá họ gửi cho người uh, cấp trên cấp trên đánh giá và họ sẽ chạy ra phân tích cuối cùng rằng là bạn đang ở đâu rồi tôi tự xem, tôi tự nghiên cứu. Đó là những cái mà công nghệ hỗ trợ rất là nhiều. Giúp ích rất là tốt cho những cái doanh nghiệp mà đang hướng đến về câu chuyện phát triển nhân viên. Hay là gọi là phát triển nhân tài. Dạ vâng. Như vậy thì rất là cảm ơn anh Sang vì những cái chia sẻ hữu ích trong cái việc mà xây dựng và phát triển đội ngũ kế cận trong một cái doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Và hy vọng rằng với những gì mà anh Sang chia sẻ trong những phút giây vừa qua sẽ giúp quý doanh nghiệp có thể ứng dụng vào trong việc phát triển nhân tài cũng giống như là xây dựng đội ngũ kế cận cho doanh nghiệp của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi với chủ đề phát triển nhân tài và xây dựng đội ngũ kế thừa à, xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chương trình Go Live Journey. Xin chào và hẹn gặp lại.